Wow, nhà đẹp ảo diệu. Chị chủ cũng đẹp nữa, trời ơi. Thần Linh ơi, đừng cắt trúng em nha chị. Á, à, trời hú hồn à. Quần áo ở đây sao đẹp như siêu mẫu vậy trời. Bí quyết gì vậy mấy chị ba? Ô mua với con pho nha gái, cặp đôi hoàn hảo. Lần đầu tiên vô mấy giặt. À, nước. Ồ, sạch hơn nhờ ô mô. Giặt rồi tới nước xả cơm pho. Hạt lưu hương len lỏi thật sâu, có hương hoa thơm thật lâu, thấm từng xớ vải, làm da mình thật mềm, dáng mình thật đẹp. Giờ tôi lên đời thành siêu mẫu luôn nha. Động đậy cái là hạt lưu hương bung tỏa. Tôi thơm quá, tôi chịu không nổi luôn. Mẹ thơm quá à. Dùng cơm pho khi giặt máy, quần áo luôn thơm, mềm, dữ dáng. Lung linh. Hay là người đẹp mới ở bển về hay sao mà rẻ kinh quá.